Chào mừng quý vị và các bạn đến với buổi quay thử tham khảo kết quả xổ số miền Nam hôm nay, ngày thứ bảy, ngày 4 tháng 6 năm 2022, gồm có đài Thành phố Hồ Chí Minh, đài Long An, đài Bình Phước và đài Hậu Giang. Bạn hãy đăng ký kênh ủng hộ kênh Mạnh với lớp 1 của mình, một đăng ký một like để nhận kết quả xổ số tham khảo quay thử miền Nam, miền Bắc mới nhất từ kênh Mạnh với lớp 1 của mình nhé các bạn nhé. Chúc các bạn may mắn và các bạn